Xin chào tất cả anh chị em, xin chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Như vậy thì sau phiên giao dịch hôm nay chúng ta cũng quay trở lại để chúng ta nhận định về yếu tố thị trường. Thứ hai nữa là chúng ta cũng đưa ra một số nhóm ngành mà anh chị có thể quan tâm ở giai đoạn sắp tới. Giai đoạn này thì anh chị thấy rằng là cái việc chọn lựa cổ phiếu rất là khó đúng không ạ? Để những cổ phiếu nó tăng điểm trong giai đoạn thị trường điều chỉnh và thị trường đang ở giai đoạn là hiện tại hai phiên gần đây là sideways như thế này có thể nói rất là khó. Đấy, và như phiên hôm nay về tối, phiên hôm nay ngay trong phiên chúng ta thấy rằng là phiên sáng của những giai đoạn nó kéo cả phiên sáng rất là tốt. Đấy, và cuối phiên thì sau cái giai đoạn 64 giờ là anh chị biết rồi, nó nói bị bán ngược lại. Đấy, thì làm một chúng ta có một cái cảm giác là mừng hụt đúng không ạ? Thì phiên sáng thì khá tích cực đấy, nhưng mà sáng phiên chiều thì áp lực xuất hiện từ 64 giờ, anh chị biết rồi, đó là phiên hôm nay. Còn trước 14 giờ, cái giai đoạn trước 14 giờ, trước cái giai đoạn nó bán 64 giờ đấy, thì anh chị được biết rồi, đó là nó kéo cả cái cổ phiếu ví dụ như VIX, VIX là quan trọng đúng không? Nhưng mà cuối phiên thì thả VIX ra đấy. Còn các cổ phiếu mà tích cực này có tìm thì ví dụ như nhóm ngành điện thì có Pao này, hóa chất có DGC này, ở gì bất động sản thì có gì nhỉ, Nam Tư Liêm thì có Cường Gia Lai đấy, và nhóm ngành dầu khí thì có, và bất động sản thì có CCL đúng không? Còn phiên thép thì phiên hôm qua là một phiên mà kéo khá là tích cực, thì phiên hôm nay có điều chỉnh lại cũng không nhiều. Còn về mức độ thanh khoản thì hôm nay có một phiên mà thanh khoản có sụt giảm thôi phiên hôm qua. Còn cả cái nhóm ngành cũng như cả cổ phiếu mà có tích cực hay tiêu cực đối với điểm số hôm nay ấy, thì anh chị xem ở đây, chúng ta xem ở cái bản đồ này. Thì anh chị xem đây, cả cái nhóm ngành này thì hôm nay về tổng thể ấy, thì anh chị thấy rằng là cả cái nhóm ngành mà tích cực thì nó vẫn lần chiếm hoàn toàn, lần lượt hoàn toàn so với cả nhóm ngành tăng. À, xin lỗi, nhóm ngành tăng thì nó lần lượt hoàn toàn so với nhóm ngành giảm. Trong 25 nhóm ngành theo tổng hợp của Vietstock thì nó chỉ có 3 nhóm ngành giảm thôi. Tất nhiên mức độ giảm nó không nhiều, nhưng mà mức độ tăng của các nhóm ngành thì nó cũng không không được ok nhiều, chỉ có được là hai ba nhóm ngành là trên 2% thôi, còn các cổ phiếu các nhóm ngành là trên 1%, chỉ có 7 của nhóm ngành, còn lại loanh quanh là cùng nó cũng như thế này. Anh chị xem những cái này thêm, còn tổng cả cổ phiếu mà tích cực hôm nay này, anh chị xem này, có DGC nhưng lúc này anh chị biết là đang tăng tím này, rồi là Việt Nam Airlines này, GVR này, Pao này, PLX này, GAT này, PVRI này, Bảo Hiểm này, Bảo Việt này đúng không ạ, rồi SSB. Còn ở chiều ngược lại thì thị trường hôm nay là chúng ta thấy rằng là nó không tích cực, là do được đe điểm số với cả cổ phiếu ví dụ CTG, VBank, MSB, VND, EIB, Hòa Phát. Hòa Phát hôm nay đó, hôm qua đã tích cực, hôm nay bị giảm lại. Rồi có LVB, FRT vân vân, những cái nào anh chị xem thêm. Còn quay trở lại đối với yếu tố kỹ thuật ở đấy á, thì hôm qua thì mình không làm video, mình đã nói ở cuối tuần rồi, nhưng mà cuối tuần thì mình có làm cho anh chị một cái video, đó là đạp tích cực và đảo phân kỳ. Tất nhiên thì thị trường nó chưa đạt cái điều kiện như vậy anh chị, nhưng mà nó về đạt tích cực anh chị soi với cả cổ phiếu á, thì có thể nói rằng là phiên hôm qua và phiên hôm nay cũng có những cái cổ phiếu nó cũng đạt khá là ok. Mình lấy ví dụ nhóm ngành dầu khí có PLX, rồi PVT, rồi BHR, rồi nhóm ngành thủy sản thì có gì ạ, CMX, hoặc là nhóm ngành phân bón, rồi nhóm ngành tổng thể anh chị nhé, tổng thể nhóm ngành phân bón, rồi nhóm khu công nghiệp đấy, rồi nhóm ngành vận tải đấy, thì một số cổ phiếu nó đạt những cái điều kiện như vậy. Đấy, thì anh chị còn hôm nay nhìn vào đồ thị vốn lý chúng ta làm nhanh thôi chị nhé. Vốn lý chúng ta thấy là hôm 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 thứ sáu á, thì cuối tuần thì hôm qua mình không làm, mình có nói anh chị là nó về cái vùng này gì là 1270 cho đến 1270, 1275 này đúng không ạ, nhưng mà hôm qua thì nó về có đến là mấy ạ, 1274 đúng không ạ, thấp nhất là 1274 đấy. Thì cái vùng này là hôm thứ sáu chúng ta nói là khả năng nó sẽ có những nhịp hồi, vấn đề nhịp hồi là khối lượng như thế nào, nhưng hôm qua thì nó chạm với đấy phiên giảm, hôm nay hồi thì là khối lượng là nhỏ đấy, khối lượng là nhỏ. Thì nhìn như thế này thì chúng ta thấy rằng là có về, nó có thể là về 1260 này hay không á, thì nó quan trọng có liên quan cả cổ phiếu, vì cả cổ phiếu trong cổ phiếu trụ hoặc là cả cổ phiếu nhóm ngành mà bánh đấy, ví dụ như MB hoặc CTG, Techcom, rồi Vietcom bánh, BIDB vân vân, thì nó có giảm nữa hay không thì nó có thể về vùng này. Đấy, còn trong cái trường hợp anh chị nhé, như hôm nay anh chị thấy nó cái điểm số của vấn đề nó hơi là khá khó với liên quan đến phái sinh nữa. Đấy, như hôm nay anh chị thấy là trước cái giai đoạn trước 14 giờ nó kéo kéo vít cho nó liên quan phái sinh kéo lên, nhưng mà cuối phiên phái sinh nó đạp xuống đấy, nó thả vít ra đúng không ạ, và cả dòng mình bán lại thì nó điểm số nó giảm lại đấy, và nó không duy trì cái đà tích cực của cả phiên mà trước đến cái giai đoạn trước 14 giờ đúng không ạ, do đó nó hơi khó ở giai đoạn này. Còn trong cái trường hợp mà nó có tích cực á, thì nó cũng kéo lên được vùng 1290 này gì này, tức là vùng đỉnh trước này này, thì thường nó sẽ có quá trình là như nào, reset lại, tức là nó có thể test lại vùng đáy này, vùng đáy ở 1270, 1275 này,
cũng có thể đấy nhé, cũng có thể là nó cân bằng ở cái vùng phía trên này. Đấy thì cái này chúng ta nên nhìn vào cả cổ phiếu nhóm ngành trù và nhóm bánh để chúng ta đánh giá cái điểm số thì nó sẽ ok hơn. Lý do vì sao mình follow cái thị trường ở đấy ấy, là anh chị lưu ý rằng là nó thường là hay chuẩn, là bởi vì là nhìn vào cả điểm số của các cổ phiếu về bánh với các cổ phiếu trù là cơ bản chúng ta phản cơ bản thôi, nhưng vấn đề chúng ta chọn lọc cổ phiếu nó mới quan trọng. Còn nếu nhìn VN 30 nó tích cực hơn anh chị nhé, nhìn VN 30 nó tích cực hơn ở chỗ đấy nhé. Nếu nhìn xa nhé anh chị, nhìn xa, còn nó nhìn xa hôm nay VN 30 nó tham chiếu thôi, nó không đẹp, nói về vấn đề thì nó tăng điểm đấy, vấn đề thì nó tăng 0,37%, nhưng mà VN 30 là gần như tham chiếu, nhưng mà điểm điểm số của tổng thể á là hiện tại chúng ta nhìn VN 30 nó đẹp hơn. Đẹp hơn vì sao? Bởi vì cái đường giá của vấn đề chúng ta nó vẫn đóng cửa trên MA 20, và MA 20 thì nằm dưới MA 10, MA 20 nằm trên MA 50, và trình từ các đường MA này nó khá là chuẩn. Đồng thời là những cái phiên kéo này như thế là khối lượng nó rất là tốt. Còn ba phiên điều chỉnh gần đây chúng ta thấy rằng là khối lượng nó không lớn. Đấy thì nhìn như vậy là nó sẽ tích cực hơn. Còn nhìn vấn đề thì chúng ta thấy rằng nhé, cái khối lượng bán vẫn rất mạnh. Khối lượng bán vẫn mạnh anh chị ạ, còn khối lượng phục hồi thì nó không tốt. Đấy, cái giai đoạn này chỉ thể rằng là cái giai đoạn kéo lên 1.300 đấy. Đây thì anh chị thấy rằng là cái khối lượng nó không lớn. Đấy, chứng tỏ rằng hiện tại là dòng tiền là nó tập trung vào cả cổ phiếu, chủ yếu là cả cổ phiếu mà có vốn hóa nó lớn, và nó đánh cái điểm số nó liên quan cả các cổ phiếu vốn hóa lớn và cả một số cổ phiếu nhóm ngành bánh. Đấy thì hiện tại những là nói về cái điểm số như vậy đó. Để sau xem phiên cả phiên tới chúng ta xem như thế nào, chúng ta sẽ đánh giá tiếp về cái sự vận động của vấn ý thì nó thấy ok hơn. Còn nhìn vào viên 30 mình nói anh chị rồi, nó tích cực hơn đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số nhóm ngành. Thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ đi vào các cổ phiếu nhóm ngành bánh. Nhóm ngành bánh anh chị thấy rằng là các cổ phiếu nhóm bánh vừa rồi mình có đưa ra cho anh chị đến quan sát theo dõi á, là các cổ phiếu mình lấy ví dụ anh chị là ví dụ như MSB này. Đấy, MSB anh chị này. Anh chị nhìn thế này là nó không ra đâu, hôm nay nó giảm, anh chị thấy khối lượng nó tăng lên, nhưng mà cái quan trọng là phiên tăng này thì khối lượng vẫn tốt này. Còn ba phiên phiên thứ sáu tuần trước, phiên hôm qua, phiên hôm nay, ba phiên mặc dù giảm nhé, mặc dù nó giảm thì anh chị nhìn mà đánh thế công đấy anh chị thấy rất là kinh, nhưng mà một cái thực tế là khối lượng nó vẫn nhỏ đấy, và những cái tăng này khối lượng anh chị thấy đang nó vẫn tốt đấy, và nhìn vào cái mức độ như thế này như thế đang xu thế của nó đấy là xu thế đang lên. Còn nhìn xa nhé, mình nói anh chị rất nhiều lần rồi, nhìn xa thế này nó mới ngon, mới thấy được ngon này đó. Nhìn xa thế này thì anh chị thấy đang đấy là một quả trình tích lũy này, phần chúng ta liên tục hai màu ba này đúng không ạ? Thì hiện tại nó xu thế như thế này, nó đang điều chỉnh rũ bỏ, và đấy có thể là có trên điều chỉnh là nhé, như hôm qua hôm thứ sáu mình chia sẻ với anh chị rồi nhé, đạt tích cực đấy. Đấy, tức là ba phiên này nó rủ là như thế này là khá tích cực đấy, nhưng mà anh chị đang cầm hàng, anh chị đu vào những phía trên này thì có thể là anh chị là đang lỗ, nhưng mà nhìn vào xu thế hiện tại nhìn xa là như thế rằng là nó vẫn rất ok đấy, đến hiện tại chúng ta nói như vậy. Còn ví dụ như EB và anh chị này, hôm nay nó giảm, nhưng hôm qua phục hồi, nhưng hôm nay giảm là những khối lượng gần đây anh chị thấy là nó rất nhỏ, và anh chị nhìn xa thế này anh chị mới nhìn được ngon này đấy. Thì hiện tại như thế này thì nó có thể là mất cái một số thời gian nữa. Về tổng thể thị trường và về tổng thể các ngành thì mình vẫn cho rằng, mình vẫn giữ quan điểm rằng là nếu có sóng thì cũng phải cuối tháng 6 với đầu tháng 7 đấy, nếu có sóng anh chị nhé, mình vẫn giữ quan điểm như vậy đấy. Rồi các cổ phiếu ví dụ Tiên Phong Bank khá ok anh chị này đấy, những cái phiên tăng ví dụ phiên thứ năm tuần trước không ạ, đấy thì anh chị thấy rằng là khối lượng rất là tốt đấy, và những ba phiên vừa rồi rủ lại thì anh chị thấy rằng khối lượng nó nhỏ, và anh chị nhìn xa thế này thì nó chứ nè, nó đang trong một cái xu thế là rất là ok đấy. Còn nếu như anh chị nhìn vào tiếp theo, ví dụ như là gì nè, VPBank ngồi này. Đấy, hôm nay trên khối lượng hơi lớn, nhưng mà anh chị thấy rằng là vừa rồi cái súng lực của nó là càng kiệt dần đấy, và một cái kéo khối lượng rất lớn thế này đi, bốn phiên điều chỉnh rủ bỏ lại thế này, đấy là một quá trình gọi là điều chỉnh như nè, điều chỉnh đạp lại gọi là quá trình này rất tích cực. Tất nhiên nó để vào sóng thì có thể là nó mất một số thời gian, nhưng mà nhìn vào một số cổ phiếu bánh như vậy anh chị nhé, có thể là nhiều cổ phiếu nữa, nhưng mà nhìn vào tổng thể một số cổ phiếu bánh như vậy á, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể kỳ vọng vào yếu tố thị trường đây đó. Như hiện tại thì chúng ta mới khẳng định như vậy thôi, còn ngon hay không chúng ta phải chờ thêm. Còn cả cổ phiếu hiện tại nó cần cái thời gian để tái tích lũy lại vì nhà CB này đấy, bởi vì cái thời gian nó còn ngắn đúng không ạ, nó lên rất là nhiều, và hiện tại nó còn dao động thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian để nó cân bằng. Rồi vì CTG này đúng không ạ, CTG mà cũng giảm như vậy, nhưng chỉ thấy rằng là hiện tại nó có thể vật vờ đấy, nó có thể là về vùng đáy trước này, nếu trong trường hợp nó về vùng đáy trước này thì nó có thể kéo lên và nó sẽ vật vờ ở đấy đấy, và nó đã vượt cái đường trend này anh chị nhé, hiện tại nó đang tẹt là cái trend, anh chị về trend là nó đang tẹt tẹt lại đấy đấy, và nó có thể giống cái giai đoạn này, và nó sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, còn để vào sóng sảnh thì có thể là giai đoạn này có thể chưa đấy, dài thì anh chị có thể quan sát được, còn hiện tại như thế này thì có thể mất rất nhiều thời gian. Rồi ví dụ MB cũng vậy thôi đấy, MB mình chia sẻ với anh chị rồi đấy, nhưng mà súng lực anh chị thấy rằng là ba phiên vừa rồi nó dao động rung lắc trở lại thì khối lượng nó không lớn, nhưng mà những cái tăng này là khối lượng nó vẫn rất là tốt này
Đấy, thì có thể là anh chị có thể là theo dõi, nhưng mà mình vẫn giữ quan điểm rằng là nó thể đi vào quá trình tái tích lũy thôi. Đấy là ok nhất, đúng không ạ? Rồi ví dụ như Vietcombank thì hiện tại chúng ta thấy rằng hơi khó mà phân tích. Xu thế hiện tại nó vẫn đang là gì ạ? À, xu thế hiện tại nó vẫn là trong xu thế giảm. Tương tự như vậy đối với con BIDV anh chị nhé. À, đối với con Bit cũng vậy thôi. À, Bit trong hiện tại nó xu thế đang giảm. Đấy, thì tổng quan chung với dòng bánh như vậy chúng ta rất là nhiều khó nói. Có một số cổ phiếu nhóm ngành á, thì vốn hóa bánh vừa rồi nó chưa lên á, nên tích lũy dài á, thì nó đã có yếu tố dòng tiền vào rồi, nhưng mà yếu tố để tham gia hiện tại thì vẫn đang còn khó. Còn mà nó phải có một số phiên nữa để nó cân bằng. Đấy, còn các cổ phiếu mua bánh lớn ví dụ MB hoặc là CTG hoặc BIT hoặc là Vietcombank hoặc là gì nào, một vân vân á, thì anh chị thấy rằng là Techcombank cả kiểu nữa thì rõ ràng nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Đấy, thì đó là về dòng quán dòng bánh như vậy. Còn dòng chứng khoán thì mình sẽ không phân tích cho anh chị trong video hôm nay. Dòng chứng khoán hiện tại mình thấy được mỗi con VIX này với cho anh chị nhé, và thứ hai là con VCI, hai con đó thì đã có cái yếu tố dòng tiền. Tất nhiên thì chúng ta chưa khẳng định được chắc chắn rằng là đó có phải dòng tiền để đánh lên hay là dòng tiền như thế nào. Đấy, anh chị xem qua đây thì chỉ có được con này, VCI là một này. Đấy, anh chị thấy đang là đã có yếu tố dòng tiền ở đây. À, thứ nhất, thứ hai nữa là quá trình điều chỉnh lại nên cái khối lượng nó không lớn vì con VCI. Và con thứ hai nữa là con V cho anh chị nhé. Đấy, thì nó điều chỉnh rủ lại, nó khối lượng nó không lớn. Thì trong nhóm ngành chứng khoán đến hiện tại thì mình đánh giá đang là được mỗi hai con này là có thể theo dõi được. Còn cả cổ phiếu khác thì có thể nó đang là anh chị phải chờ thêm thôi. Đấy, còn mà cả cổ phiếu nhóm ngành bất động sản á, thì hôm nay thì mình đầu phiên thì mình dự dự kiến đang nhóm ngành bất động sản sẽ có sự phục hồi á, thì nó sẽ rất là ok. Và giai đoạn sau tới có thể là có thể những có những nhịp sóng. Nhưng mà cuối phiên thì nó vẫn không duy trì cái đà tích cực anh chị. Đấy, khối lượng là nhỏ. Nói cùng có thể là nó đang tẹt lại vùng đáy hai này. Thế chị xem thêm cả phiên tới xem được là bọn này có phục hồi lên được chinh phục lại MA20 không. Trong trường hợp mà nó phục hồi lên chinh phục lại MA20 và nó cân bằng phía trên á, là và khối lượng nhỏ á, là có thể có những nhịp cuối sóng vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 này chị. Nhưng bọn này ví dụ DG này, rồi kháng điên này, đúng không ạ? Kháng điên thì nó cạnh trên hơn. Rồi ví dụ là con này còn là khá ổn anh chị này. Con HDC này, nha vùng tao này hiện tại nó đang rủ đấy. Nhưng mà chúng ta thấy đang là ba phiên gần đây nó mặc dù nó rủ đấy, xung lực tiền rất là mạnh nhưng mà khối lượng nó không lớn. Đấy, chị xem thêm các phiên tới như thế nào. Rồi ví dụ nhóm này thì có con đất xanh ẻ đấy anh chị nhé, DXS đấy. Đấy, con này ngoài gì này đã có những yếu tố tham gia dòng tiền tham gia đấy này. Đấy, những cái tăng khối lượng rất lớn rủ lại khối lượng nhỏ này, kéo lên khối lượng lớn này. Đấy, và hiện tại rủ lại thì khối lượng gần đấy là chúng ta thấy đang so với những phiên tăng nó cũng không lớn. Thế nhưng cổ phiếu này anh chị có thể đưa vào những cái danh mục anh chị theo dõi xem như thế nào, đúng không ạ? Còn nhóm ngành dầu khí á, nhóm ngành dầu khí thì có PVT vận chuyển dầu này. Đây cái cây này nhìn thấy cái cây này là cây kéo lên khối lượng rất là lớn. Và vừa rồi cả cái cây này thì mình có chia sẻ với anh chị ở video cuối tuần đó là gì nè, rủ lại khối lượng không lớn. Đấy, thì trong trường hợp mà nó hôm nay nó xanh đấy, xanh nhẹ đấy, nhưng mà các phiên tới nó kéo kéo lên và nó cân bằng ở phía sau này gì, ở cái vùng giá đỉnh trước này, đỉnh trước ở giá 31.2 này này, thì anh chị có thể cân nhắc được. Đấy, vì con PVT này, con BSR thì hôm nay anh chị vẫn có thể đu được. Đấy, con BSR này cũng có thể đu được hôm nay nếu như giá mà khoảng tầm dưới 24.000 á là anh chị vẫn có thể đu được. Đấy, nhưng mà cổ phiếu này anh chị lưu ý rằng là nó lên như thế này khối lượng tốt đấy, nhưng mà nó cũng có những trường hợp là nó gì ạ, nó rủ lại một lần nữa, giống như con PVT, giống như con PVT lúc này anh chị này. Đấy, nó kéo lên thế này như thế này đúng không ạ, nhưng sau đó nó còn rủ lại một số phiên nữa. Đấy, do đó con BSR nó cũng chúng ta không loại trừ khả năng nó có thể rủ lại một lần nữa. Đấy, thì hiện tại là khối lượng nó khá là tốt. Đấy, thì những cổ phiếu này thì nếu như mua thì hôm nay nếu cách mua thì tất không phải cổ phiếu nào là nó lên chúng ta hoàn được đâu gì, nó lên những hàng bế trực thôi chưa chắc chúng ta đã có ăn. Đấy, do đó những cái này rất quan trọng. Như hôm qua con BR là cái điểm mua đẹp nhất. Đấy, như nó chạm MA20 nó kéo lên nó đóng cửa cao nhất phiên khối lượng nhỏ. Thì hôm qua điểm mua nó mới chuẩn. Chiều mai hàng về nó mới ok, còn mua hôm nay không được ok lắm. Thứ nhất là cái giá nó cao, thứ hai là rủi ro về tế hơn. Nếu nó rủ lại thì chúng ta rất là dễ bị huê vốn hoặc là ấm nhẹ. Đấy, thì đó là con nhóm ngành, trong nhóm ngành này thì con PLX mình thấy rất là ok này. Đấy, anh chị nhìn thế này á là nó sẽ không ok. Không ok vì sao? Bởi vì quá trình này cái nền nó ngắn. Thứ hai nó giảm đấy, anh chị thấy khối lượng nó rất là kinh. Lên được một cái rồi giảm gần như là hết quá trình này. Nhưng mà anh chị nhìn thế này nó mới ra vấn đề anh chị này. Đó anh chị ạ. Nhìn thế này anh chị nó mới ra vấn đề. Ra vấn đề ở đâu? Vấn đề là anh chị này, cái nền tích lũy của nó đây này. Đấy, thấy chưa? Và cái nền này thì anh chị thấy rằng là nó đã vượt lên khỏi vùng nền hiện tại nó đang
tẹt ở cái cành trên của cái biến đi ngang. Trong trong VS ấy thì chúng ta gọi là trading range đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại đấy chúng ta gọi chúng là một cái nền tích lũy. Đây thì anh chị thấy đang là nó đang tẹt về vùng cành trên này. Và tẹt về vùng cành trên này anh chị thấy là nó kéo lên khối lượng không lớn. Đấy thì có thể nhá, có thể VS ấy thì đấy là quá trình có thể là có quá trình nhá. SOS của quá trình phá C ở đây rồi. Do những cổ phiếu này ví dụ như cái cách mua như thế nào á, nếu như anh chị chưa có hàng á, các phiên tới mà nó kéo lên đâu đó khoảng ở vùng vùng này anh chị này, cái vùng giá khoảng 42 đây, nó cân bằng phía này mà khối lượng nhỏ đấy á, là anh chị có thể có những điểm mua đây. Mình lấy ví dụ nó có thể kéo lên cái vùng này. Đấy, có lên vùng này thì nó có thể có một cái điểm mua đây. À, một cái trường hợp nữa là nó có thể có cái trường hợp chứ, nó kéo lên đây mà vượt mà 20 sau đó nó rủ lại một lần nữa. Đấy, nó rủ lại test lại vùng đáy này. Test lại vùng đáy hôm nay á. Đấy, nếu thị trường điều chỉnh nó có thể test lại như vậy và nó sẽ có hai đáy và nó sẽ có một cái điểm mua phía sau này. Như vậy những cổ phiếu này thì anh chị nhìn xa thì nó sẽ có cái điểm mua. Nhìn thế này anh chị mới mua được này. Còn nếu mà anh chị nhìn hiện tại đấy là anh chị lên cao, anh chị chế lên cao, anh chị sẽ không mua được. Đấy. Và vấn đề chúng ta là vấn đề không phải cao, đây vấn đề nó có lên hay không. Đấy, cho nên những cổ phiếu này mình thấy rằng nó rất là ok. Rồi tiếp theo nữa là nhóm mà mình sẽ đi nhanh một số nhóm thôi, nó sẽ ok, nhóm khu công nghiệp anh chị. Nhóm khu công nghiệp mình thấy con này là ok này. Con Phước Hoa này. Đấy, anh chị thấy chưa? Nó kéo lên gặp đỉnh trước này, khối lượng khá rất tốt này, rủ lại 1 2 3 4 5 cây này, nhưng khối lượng cũng nhỏ này. Hôm nay nó chạm như nó vẫn ngáy vùng này nhưng nó vẫn kéo lên những khối lượng không lớn này. Đấy thì như lúc này mình phân tích với con P lây chứ, con dầu khí P lây chứ. Thì anh chị thấy đang là nói những đạt những điều kiện như lúc này mình phân, tương tự như vậy là anh chị sẽ có những cái điểm anh chị mua. Đây, đó là con Phước Hoa là khu công nghiệp. Đúng không ạ? Rồi nhóm này cũng có con ship này, cũng khá ok này. Anh chị thấy đang có một cây khối lượng tăng rất tốt nhá. Nhưng mà nó tẹt lại nó vẫn giữ được cái vùng nền này anh chị này. Đấy thì hôm nay nó kéo ngược lên, nhưng mà khối lượng nó không lớn. Thì sẽ có hai khả năng, một là nó kéo vượt mưa 20 anh chị xem được vượt mưa 20 tẹt lại khối lượng nhỏ. Đấy thì anh chị mua ở quá trình tẹt lại. Và có một cái trường hợp nữa là mình nói anh chị là nếu thị trường xấu á, vì nó vượt lên thế này, nó thị trường xấu nó tẹt lại vùng đáy này. Và tẹt lại vùng đáy này khối lượng nhỏ đấy á. Đấy thì anh chị sẽ có một cái điểm mua ở vùng đáy số 2 hoặc là tẹt lại vùng trên này. Đấy, như vậy là cái cách thức để mua đó, nó tùy vào cách thức vận động, nhưng mà những cổ phiếu này là mình thấy rất ok. Kể cả con GVR hôm trước mình có chia sẻ anh chị cái phiên mà nó có những phiên sàn ấy, mình có nói gì là như thế này nhưng chắc chắn là xấu. Đây, bởi vì nó thong thong với những đấy, nhưng mà hiện tại nó phục hồi hai phiên khối lượng không lớn như thế này nhá. Nhưng mà cả phiên tới nếu như trong trường hợp mà nó kéo lên mưa 20 không thành công là nó rủ lại tẹt cái vùng đáy này, tạo đáy số 2 ở đây ngắn hạn. Còn trong trường hợp mà nó tẹt kéo lên mưa 20 vượt mưa 20 tẹt lại thì sẽ có quá trình khối lượng nhỏ, thì anh chị sẽ tham gia. Đấy thì đó là rất nhiều cổ phiếu trong nhóm khu công nghiệp anh chị, nhưng mình thấy là con gì ạ? Con VGC cũng khá ổn này, hiện tại cũng khá ổn này. Đấy, đến hiện tại đấy, mình nói với anh chị đến hiện tại để theo dõi cũng không phải mua như hôm nay. Đúng không ạ? Nhưng mà việc Phước Khoa, GVR này, Ship này, DTD này. Đấy, rồi là gì ạ? Rồi việc kể cả con Long Hầu này. Đấy, kể cả con Long Hầu như thế tăng khối lượng rất tốt này. Rủ lại mấy phiên khối lượng nhỏ này, anh chị nhìn xa thế này nó mới ra vấn đề gì. Đó anh chị ạ. Còn nếu anh chị nhìn ở đấy là anh chị chế cao anh chị sẽ không mua được. Đấy thì hiện tại là mình thấy những cổ phiếu nó như vậy rất ok. Nhóm tiếp theo là nhóm ngành thủy sản anh chị nhé. Thủy sản con này rất ok, con CMX này. Cái giá đoạn mình chia sẻ với anh chị này, nếu như anh chị lên đây anh chị thấy lòng lẻo anh chị bán là sẽ được khoảng 7-8% đúng không ạ? Đấy, nhưng mà hiện tại nó rủ lại như thế là rủ lại cả cái phiên vừa rồi như phiên cuối tuần nó rủ rất là kinh. Nhưng mà khối lượng nó không ra. Đấy, con này hôm đó là sàn đúng không ạ? Sàn. Đấy, nhưng khối lượng nó không ra. Phiên hôm qua nó phục hồi lên đúng không ạ? Phiên hôm nay kéo lên nhưng vượt lại mưa 20. Các phiên tới nếu nó cân bằng ở vùng đỉnh trước này, khối lượng nhỏ thì đó là sẽ là điểm mua. Còn nếu như nó test lại mưa 20 với khối lượng như này, khối lượng nhỏ thì anh chị cũng sẽ có những điểm mua. Trong trường hợp mà thị trường điều chỉnh á là nó phải test lại vùng đáy của phiên hôm qua và phiên hôm thứ 6 tuần trước. Và nếu nó test lại vùng đáy phía trước này mà khối lượng nhỏ hơn cái vùng đáy này á, thì đó sẽ là điểm mua. Đấy, kể cả hôm nay anh chị vẫn có thể đu được. Đấy thì đó là về nhóm ngành thủy sản mình thấy con này là rất ok. Ngoài ra có con EDI này này cũng khá ổn này. Đấy thì anh chị theo dõi thêm, nhưng hiện tại là mình thấy được như vậy. Còn cả cổ phiếu ví dụ nhóm ngành ta nói hiện tại anh chị nhé, nhưng cái mà nó đã lên rồi ví dụ chúng ta sẽ không bán. Ví dụ như nhóm ngành phân bón hóa chất này, ví dụ con Đàm Phú Mỹ này. Đàm Phú Mỹ cũng là một cái giai đoạn này, đấy có thể là quá trình SOS của phá C. Nếu mà nhìn ở đấy á, là anh chị thấy nó cao nó lỏng nên ngắn, nhưng mà chị nhìn xa thế này nó mới ra này. Nhìn thế này anh chị này, đấy này, nó phó chúng ta một mẫu bã đây này. Lên phục hồi anh chị rủ lại này, đấy là quá trình spin này. Spin anh chị này, spin khối lượng nhỏ này, nó phục hồi lên, nó đang gặp vùng đỉnh trước, nó rủ lại này.
Dù lại đến hiện tại anh chị nhìn gần đây, anh chị thấy đang nó vẫn đang giữ vùng nền này, vùng đỉnh trước này. Và nó đang giữ chúng ta cái biến này. Cái biến ngắn hạn anh chị kẻ như thế này, nó đang vừa giữ cái biến này. Đấy, cái biến đi ngang đây. Nó đang giữ như vậy, nó tức là giữ được cái cánh tên là nó rất ok. Đúng không ạ? Tương tự như vậy anh chị phân tích về Đam Cà Mau hoặc là LAT hoặc là BFC. Đúng không ạ? Thì anh chị theo dõi thêm. Để thêm nội dung video thì có lẽ mình xin phép dừng tại đây, mình có cuộc họp. Đó là nếu như anh chị mà quan tâm đến những cổ phiếu nào và những cổ phiếu nào anh chị để ý và anh chị theo dõi thì chúng ta có thể để lại ở bình luận, chúng ta cùng trao đổi. Video mình xin phép dừng tại đây. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.